trân trọng kính mời quý vị nghe một bút ký an lộc chiến sử tác giả phan nhật nam trong quy ước truyền tin quân đội chữ a được đánh vần là an pha hay là anh dũng an lộc cũng bắt đầu bằng chữ a nên tôi gọi an lộc là anh dũng tính từ này đã được dùng quá nhiều đến độ nhàm chán nhưng ngoài nó ra thì không còn một từ ngữ nào xác thực và đúng đắn hơn được phải an lộc là anh dũng chiến đấu ở an lộc sống ở an lộc và chết ở an lộc tất cả đều trùng trùng tràn ngập vây kín bởi anh dũng tôi không nói quá lời với sự chân thật của người cầm bút mà tấm lòng giản dị của một người lính tôi xin xác nhận lại một điều an lộc là anh dũng yếu tính của thành phố người và sự kiện của an lộc là tĩnh từ giản dị đầy đủ kia gần mười năm trận địa bao nhiêu trang sách về binh sử đã được đọc tất cả đều bị an lộc vượt xa vượt một tầm quá lớn mà không một trận chiến nào có thể bén gót được kiến thức về quân sự ý niệm chiến tranh tất cả bị đổ nhào phá nát bởi an lộc Chắc chắn như thế, nếu ai đến mà sống với nó một lần, những huyền thoại an lộc đã được khai thác nhưng chưa hết. Những anh hùng của an lộc đã được nhiều nhắc nhở nhưng chưa đủ. Tôi nối tiếp công việc này vì an lộc không những chỉ có tướng hưng với các trung đoàn 8, 9, 48, 52 bộ binh, đại tá huấn với liên đoàn 81 biệt cách dù liên đoàn ba bị động quân và đại tá nhật với thành phần cơ hữu của tiểu khu bình long ngoài những lực lượng này còn có lữ đoàn một nhảy dù đơn vị tham chiến từ ngày 7 tháng 4. bắt tay ăn lộc lần thứ nhất vào ngày 16 tháng 4. và lần thứ hai sau trận đánh trên tất cả các trận đánh thì đoàn sáu nhảy dù clear hai cây số còn lại vào đến thanh bình hay là đồn điền sa cam trong 45 phút chiến trận, An Lộc được bắt tay lần thứ hai lúc 17 giờ 15 ngày 8 tháng 6. Lữ đoàn 1 nhảy dù với Lê Lợi Lê Quang Lưỡng, 55 Nguyễn Chí Hiếu, 64 Nguyễn Ngọc Đình, Anh Dũng Văn Ban Ninh, Bắc Bình Đoàn Thiên Tuyển, những người đã nắm An Lộc trong cơn run của 8.000 đạn đại pháo nắm và giữ thật vững ở Đông Nam và Chính Nam. Những người đã vào an lộc từ ngã đồi gió đã biến thành những kẻ vô tư cách vì thiếu đi thuốc lá trên môi, đã thèm một cây tăm xỉa răng, đã ao ước được cởi đôi giày trong hàng ngàn ngày chiến trận. Và họ cũng đã là xếp đàn anh, liên đoàn trưởng sinh viên sĩ quan của tôi trong một thời gian dài. Thời gian dài như chiếc nón đỏ tôi đội trên đầu bộ đồ hoa ngụy trang tôi mặc. Tôi phải viết về cho họ. Đó là cách trả ơn của người đã từng hô nhảy dù cố gắng. Quê hương bình yên của loài nai Đường 13 chạy từ ngã ba Trơn Thành đến An Lộc đo được 30 cây số. Tiếp tục về hướng Bắc thêm 18 cây số nữa là Lộc Ninh. Bên kia biên giới là Snoon qua snoon con đường ngã theo hướng tây bắc để tiến tới krati nằm cạnh bờ cửu long nép bên bờ trái của con sông con đường tiếp tục về phía bắc để gặp stung Trang, vị trí chiến thuật quan trọng của đường dây ông hồ từ bắc vào đoạn này cũng được gọi là đường sianuk cho có vẻ đại đồng nhưng thật ra cũng chỉ là của anh hồ cộng sản khởi đầu cuộc chiến Đông Dương Đệ Nhị. những anh của Trung ương Cục miền Nam đã lần mò, tìm kiếm, ráp nối lại con đường. Bắt đầu từ dòng suối đá, suối trà là, suối ma của vùng Bình Long. Phước Long, để lần qua biên giới đến những mật khu trong tương lai sẽ vang danh, theo cùng chiều rộng thế giới, lưỡi câu, mỏ vẹt, vân vân. Năm 1970, quân lực ta đã từ Bình Long, Tây Ninh, đồng loạt xua quân qua biên giới. Cánh quân cực bắc của lực lượng vượt biên đã có lần đi xa Snun để đến gần kề Krati. Cộng quân tan nát và đổ vỡ toàn thể hạ tầng cơ sở, kho tàng, trọng điểm tiếp liệu và căn cứ trung ương. Hai năm sau, những ngày đầu của 1972, một lực lượng cộng khác Thứ cộng nguyên gốc mới tính theo kế hoạch tinh vi yểm trợ cho mục tiêu chiến lược chính trị từ Bắc vào. xuôi theo đường 13, vượt qua Sinun Cùng ào vào Lộc Ninh với ba sư đoàn chính quy thượng thẳng, Sau khi dàn đại pháo 130 đã dọn sẵn đường. Sau Lộc Ninh là An Lộc, Và thị trấn nhỏ bé của miền cực Đông Nam phần, Bắt đầu co vào trong một thế giới gọi là TỪ THỦ Địa ngục bắt đầu từ ngày đầu tháng 4 năm 1972. An Lộc không phải là một thị trấn, không phải là một thành phố. Đúng ra chỉ là thị xã của tỉnh Bình Long, đồng thời cũng là quận Lỵ quận An Lộc, tức quận châu thành của tỉnh. Tỉnh gồm ba quận, Lộc Ninh cực bắc, An Lộc ở giữa, và Trơn Thành ở phía nam. Tất cả cơ sở hành tránh đều nằm trên con đường 13, con đường lớn phẳng phiêu, chạy thẳng theo hướng bắc nam, vạch một đường đen thẫm giữa hàng cao su xanh lá. Đường nổi bật giữa lớp đất đỏ nâu mịn màng đẹp đẽ. Đỏ nâu cũng là màu máu khô, đường 13, con số của sự xấu. Định mệnh đã định rõ con lộ mang số tử thần và có màu máu thẫm hai cuộc chiến tranh chứng tỏ có một thượng đế tàn ác đã xếp đặt sẵn sự điêu linh cho con người an lộc tên nghe thật hiền hiền như hình ảnh của đàn nai chạy tung tăng trên đồng cỏ tranh mượt sóng đàn nai no đủ bình yên được che chở bởi tàng cao su im bóng nắng và hàng trăm con suối mang đủ các thứ tên việt miên thượng những dòng suối đầu tiên ở sông bé ở phía đông và sông sài gòn ở phía tây nằm giữa hai con sông trải dài trên một bình nguyên bao la bình long quê hương của loài nai miền đông nai thượng không phải chỉ là một vị thế tốt nhưng còn là chiếc nôi nuôi dưỡng quốc gia với tiềm năng phong phú đầy và rộng trên một chuỗi đồi chập trùng chạy dài đến biên hòa gia định đất giàu đẹp và uy nghi bát ngát như hãnh diện của quê hương nhưng đúng là quê hương khốn nạn quê hương gắng chịu tai ương của nhân loại quê hương nguy khốn ngặt nghèo quê hương lửa dậy và đạn nổ chém gãy cây rừng khô lá nõn lửa dậy và bình long hừng hực cho bay sự sống không còn trên trái đất. Vòng vây thật chặt. 18 khẩu 105, 6 khẩu 155, 1 pháo đội 130, đại đội súng cối từ 82 ly đến 120 ly, một rừng hỏa tiễn 107, 122 ly và bao nhiêu vị trí phòng không từ 12 ly 7 đến 20 ly có ba công trường 5, 7, 9, được tăng cường thêm công trường Bình Long và được yểm trợ bởi hai trung đoàn 202 và 203 thiết giáp. Cộng quân bọc một vòng đai thép chung quanh An Lộc từ sân bay hay quán cà phê Hương Giang đến bãi trực thăng B-15 Khánh Ly. Chiều dài đo đúng một cây số 800 thước và bề ngang từ cửa phú lỗ về cực đông tối đa được 700 thước. Đó là vòng đai lớn, những ngày nguy khốn vòng phòng thủ phía Bắc cong xuống đến đường Hoành Độ 88, chu vi phòng thủ không quá 400 thước vuông. An Lộc, vòng vây ngột ngạt nhất trong chiến sự nhân loại. Người Pháp giữ Điện Biên Phủ trong 209 ngày với 56 ngày bị vây, vòng đai phòng thủ của những ngày thất thủ cũng có được một chiều dài 800 thước. Người Đức bao vây Stalingrad 76 ngày. Người Anh và lực lượng khối thịnh vượng chung giữ Tobruk 241 ngày. Những cuộc bao vây và tự thủ này được thực hiện bằng tiểu liên Sten, Đại Bác 75 ly và xe tăng Grand Sherman hoặc Panzer mà vận tốc lý thuyết là 23 dặm 1 giờ với vũ khí ngoại hạng là một khẩu đại bác 75 ly. An lập hơn hẳn các mặt trận với 30 chiếc xe tăng T-54 vững chãi, bề thế nòng súng 85 ly đầy ưu thế hỏa lực đè bẹp bất kỳ vũ khí nào của bộ binh miền Nam và anh Lập bị bao vây vào ngày thứ 68 với mức độ pháo kích có ghi trên 8.000 trái như ngày 11 tháng 5 từ 1 giờ chấm dứt lúc 3 giờ để bộ binh tùng thiết tấn công bằng 3 mũi dùi chính. Một mũi dùi là một trung đoàn. Trận địa pháo đã vượt hết ý niệm về hỏa lực và pháo binh của tất cả mọi người lính dù trí não tối đa phong phú tưởng tượng vòng vây siết quá chặt. Xe tăng đã vào thành phố, thị xã mất trong từng giờ trôi qua. Bộ tư lệnh quân khu 3 quyết định xin tăng phái quân trừ bị. Sư đoàn thủy quân lục chiến ở mặt trận Trị Thiên. Lữ đoàn 2 và 3 dù đang hành quân tam biên, cho nên lữ đoàn 1 với 3 tiểu đoàn thực dụng hành quân 5, 6, 8, cùng tiểu đoàn 3 pháo nhận vùng trách nhiệm an lộc cùng 60 cây số đường dài Lai Khê, Trơn Thành, An Lộc. Thành phố lửa nằm cuối con đường máu. Lữ đoàn 1 nhảy dù phải đi hết đoạn đường này để đến địa ngục ở phía bắc. Chiếc nón của binh chủng thêm một lần thắm đỏ máu tươi và chuỗi băng tan đằng sau sẽ dài hơn trước. Vinh quang đầy cay nghiệt đang chờ đón. Lính nhảy dù nhập cuộc. Vạch một đường đi Đến Lai khi ngày 5 tháng 4, Lữ đoàn 1 nhập cuộc ngay ngày sau. 60 cây số đường hun hút trong rừng cây xanh trải dài trước mặt. Đại tá Lê Quang Lưỡng, con bèo gấm chiến trường Lê Lợi Tân Thời, ít nói, trầm tĩnh, nhiều cơ mưu đứng nhìn con đường với cường độ hiểm nghèo, đang cao ngất chờ đợi. Nhưng nhiệm vụ đã được định đoạt, mở vào an lộc theo trục lộ 13. Chán của người chỉ huy cao lại, địch chiếm an lộc và biết chắc chắn rằng ta sẽ điều quân trên trục lộ này. Lữ đoàn 1 nhảy dù sẽ bị dẫn vào cái bẫy đang giăng bằng cách nào để tránh thiệt hại tối đa cho đơn vị đây. Lê Lợi đi chân trên mặt đường để đo độ cứng của con đường hay sự chịu đựng của lớp nhựa đây? Bao nhiêu mình đã được chôn dưới mặt đường này trong những cây số phía bắc, bầu bàng, bầu lòng, trơn thành, suối tàu ô. Những địa danh nặng cứng như mỗi tảng đá trồng thêm vào đỉnh đầu. Bao nhiêu đứa con sẽ mất để bước chân vào đến mỗi địa điểm kia đây bao nhiêu pháo của bọn cộng đã lấy sẵn yếu tố trên những điểm địa hình, vị trí chiến thuật mà đoàn quân Bắc Tiến bắt buộc phải đi qua và dừng chân lại. Phải làm gì đây? Làm bằng cách nào? Lấy gì để bảo vệ cạnh sườn đây? Làm sao để bung rộng quân để tránh pháo và phục kích? Trong suốt 60 số này, đoạn đường dài nhất trong binh nghiệp 20 năm lính nhiệm vụ quá lớn, vượt khỏi khả năng của một lữ đoàn gồm ba tiểu đoàn nhảy dù bộ chiến. Nhảy dù cố gắng, đại tá lưỡng nhếch mép cười. Cố gắng, mình cố gắng đến bao lâu, và đâu là điểm dứt hơi đây. Buổi họp các tiểu đoàn trưởng được thành hình, lê lợi được Ngọc Long phụ tá. Ngọc Long là cựu tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 nhảy dù thì đoàn trưởng nặng ký tham mưu nhất giữa những người đồng cấp bậc và chức vụ. Thứ đến là Tố Quyên. Tố Quyên, danh hiệu nghe như tên của một người con gái. Nhưng người đàn ông hơn hết mọi đàn ông. Người lừng lững di động phì phà cái ống bíp, chậm rãi khoan thai và cứ đường ta ta đi là cựu thủ khoa khóa 16 võ bị, đâu phải thứ thường đâu. Khóa thép mở đầu kỷ nguyên võ bị quốc gia. Bộ tham mưu lữ đoàn 1 không thể có những sĩ quan tham mưu nào hay ho hơn được thành hình chấp nhóm kế hoạch bắc tiến. Lê Lợi Luận Con đường quá dài, tụi nó có đủ yếu tố chiến thuật, địa thế, nhân số, hỏa lực để chơi mình chơi bất cứ lúc nào ở đâu nếu nó muốn mình có ba tiểu đoàn nghe thì nhiều nhưng không có được bao nhiêu không thể tập trung lực lượng được mình phải phân tán mà mục tiêu lại quá xa đây này lê lợi đưa tay ra đo găng tay trên bản đồ rồi nói bốn gang sáu mươi cây số di chuyển trên một hành lang hẹp bề ngang không rộng đến hai cây số với chiều dài như thế cũng như đi vào vòng ghế điện nhưng nhiệm vụ phải thi hành khẩn cấp mình chỉ có được một con đường dọc cái đường khốn nạn này vậy mình đi kiểu chân chim thằng tám đi trước đóng quân ở chỗ này xong thằng năm sẽ vượt theo đường cũ leo cao hơn thằng sáu sẽ đi sau hết pháo sẽ đi theo thằng năm ở bước đầu tám ở bước sau giai đoạn một lấy mục tiêu là bầu bàng hai là trơn thành đến trơn thành lập được thêm đầu cầu phía bắc thì mình sẽ qua giai đoạn ba các tiểu đoàn trưởng cùng gật đầu không còn chiến pháp nào hơn bước chân chim nữa được ba tiểu đoàn chỉ vừa đủ để lập một đầu cầu trong chiến tranh với đơn vị căn bản là một trung đoàn ba tiểu đoàn dù phải gồng mình đến giới hạn chót để chiến đấu. Châm ngôn của binh chủng thế mà hay, cố gắng. Làm được công việc khiêm nhường này cũng đủ đáng đồng tiền phụ cấp. Tại sao binh chủng không lựa những câu châm ngôn lớn như Tổ quốc không gian, danh dự quân lực, vinh quang biển cả vân vân Sao chỉ là cố gắng? cố gắng hoài cố gắng mãi đến bao giờ mới hết đây. Câu chuyện khôi hài chấm dứt buổi họp. Các tiểu đoàn trưởng bước về nơi đóng quân. Bà trung tá không thể có khuyết điểm nơi những người này trên phương vị tiểu đoàn trưởng. Ngày 7 tháng 4, tiểu đoàn 8 vượt tuyến xuất phát lấy con đường làm chuẩn. Hai cánh quân cùng tiến song song đội hình mở rộng, không quá 300 thước trong mỗi bên. Đến ngang hoành độ 48 dừng lại. Tiểu đoàn 5 vượt qua mặt tiến lên. Lục soát vừa phải, cố mở đội hình rộng mấy trăm con người của tiểu đoàn chìm hẳn vào màu xanh đậm cứng của rừng. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Chí Hiếu kẹp sát ống liên hợp và mang tay linh cảm có những trầm trọng sắp xảy đến. 14 năm chiến trận đã tạo thành những trực giác bén nhạy, rừng cao su im lìm, địa thế quá lý tưởng cho một cuộc phục kích. Súng nổ, thoạt đầu chỉ có tiếng AK ở hướng đầu hành quân, nhưng không đầy 5 phút. 5 phút ngắn chưa đủ để xua người lính chạy quá một gốc cao su, cối và pháo binh nổ Hiếu đo lường thật nhanh hỏa lực của địch. Phía trái, dọc đường rầy, có nhiều tiếng súng cá nhân. Cánh quân trái phải đánh ngay vào để bám sát mới tránh được pháo. Đúng như anh ước tính, thì đoàn cộng nằm một hàng dọc trên mô đất của đường xe lượng cũ, đang thực tập tác xạ và lính nhảy dù xung phong vào phía trái. Chỉ còn một con đường này. Cộng quân không bỏ vị thế tốt, trận đánh dằng dai ngang ngửa. Một nửa ngày qua, lính Bắc rút đi, thương binh nằm chật rừng cao su, dựa lưng vào thân cây, hiếu nhìn bản đồ, bào hót, tọa độ 780510. Từ đây đến An Lộc còn bao nhiêu cái bào nữa? Chiến trường chỉ mới qua có một ngày món ăn chơi đầu tiên đã khó nuốt. Từng cây số một bước lên, độ cao cứng rắn của chiến trường càng rõ. Gần đến chân thành rồi, đã ngửi được mùi địch. Địch cùng pháo và cối, chắc sẽ đầy đủ và mãnh liệt hơn ở Hạ Lào. Và Hạ Lào, rừng phòng không nhân tạo tua tủa như cây trời, lê lợi nặng mặt. Khoảng trán cao nhăn nhăn mấy cái Quyền, cố gắng xin mấy cái trực thăng để ngày mai mình thấy thằng sáu lên trơn thành và cho lục soát ngược về hôm nay là ngày thứ hai ngày tám tháng tư của kiểu chân chim nếu cứ tiếp tục thêm một ngày nữa cộng quân không tiếc gì để chặt chân phải có một kế hoạch khác lục soát ngược lại quyền nhìn xếp thán phục lê lợi quả là con beo thật một con bèo gấm già không chút sơ hở. Ngày 9, tiểu đoàn 6 nhảy dù bất thần lên phía bắc Trơn thành. Không khai triển được chiều rộng thì biến chế theo chiều dài. Có quy luật nào bắt buộc tiến quân phải theo thứ tự Nam Bắc đâu. Xong rồi trả bộ quay lại Trơn thành. Tiểu đoàn 5 từ bầu bàng chạy vọt lên 2 giờ chiều, kết nối một cái rụp ơ ờ, ở Trơn Thành. Tốt! Lê Lợi gật gù. Tụi nó không biết mình làm trò gì với cú nhảy của thằng Sáu đi lên hay xuống. Tiền sư nó cũng không biết được. Thừa đà đi, năm dù lên thẳng phía Bắc, cách hơn Trơn Thành ba cây số hạ trại. Ngày bình yên đi qua, đại tá lưỡng cởi đôi giày lần đầu kể từ ngày en, bộ tham mưu bắt trước theo. Cứ mỗi buổi chiều cởi được giày là hạnh phúc rồi. Hạnh phúc, giá càng ngày càng rẻ. Thêm hai ngày đẹp đẽ đi qua, lữ đoàn đã đi được trên đàm 10 cây số, ba cây số cho 6 ngày, kể ra quá chậm trên địa thế dễ di chuyển này. Nhưng làm thế nào để đi nhanh hơn được? Tuyết đoàn một, Tăng phái tuy đất chịu, khó cày, và lội theo cùng nhảy dù nhưng nhiệm vụ không cho mở vào sâu và vào sâu thì lốn lầy những con voi sắt dũng mãnh tới lui nặng nề chậm theo bước tiến của bộ binh ngày thứ 12, kể từ bắc xuống nam theo thứ tự là tiểu đoàn năm sáu chân thành tám và pháo binh tiểu đoàn ba pháo binh dù ở cực nam lại theo chiến thuật chân chim Ti đoàn 8, pháo và thiết kỵ nhảy bước lớn từ cực Nam qua mặt Trơn Thành. Đến ngang ti đoàn 5, bỏ pháo lại, tiếp tục lên hướng Bắc. Lê Lợi đóng ở Trơn Thành cùng ti đoàn 6, theo dõi thằng con Ti đoàn 8, tiến quân. Tốt, nó tới được suối Tàu Ô, tụi mình chỉ còn cách an lộc trên 10 số Hy vọng tuần sau, mình đang đụng nó hy vọng như thế. Nhưng hy vọng của Lê Lợi vỡ tung như bong bóng nước dưới trời mưa nặng hạt. Tiểu đoàn 8 vừa đặt chân qua hoành độ 72, cách tàu ô một cây số 300 thước thì đụng. Cộng quân không thèm ngụy trang, che giấu, ngồi sẵn trên đường tay, ngoắc mõm kêu ngụy. Nhưng lực lượng cộng không phải chỉ là thành phần ngồi trên đường đó đó chỉ là lực lượng biểu dương thôi. Cái bọn mất nhảy chính cống thì nằm dọc bên tay trái, nằm đầy bên tay phải dưới giao thông hào, dưới công sự có nắp ngụy trang kín mít. Nhưng nếu là bộ binh không thì nó làm gì? Kẻ cừu nhân độc địa hơn mới đáng sợ, đó là pháo và cối. Thôi rồi, lê lợi run tay, chiếc combine ép vào tai nghe báo cáo. Tụi nó gom tôi và ông Đức thành vòng tròn rồi. Ông Đức đây là thiết đoàn trưởng một chiến đoàn năm chiến xa. Pháo quá dữ để lô tụi nó theo sát đây. Nó bắn không phí một quả. Nó đi tiền quá nhiều. Nó đang tắp đi tôi đó. Bắc Bình đoàn thiên tuyển. Tiểu đoàn phó tiểu đoàn 8 nhảy dù nói nhanh như khi bốc con bài thứ năm. Tuyển cũng là tuyển táp hỗn nhanh nghe thì kinh, nhưng lại là người nhỏ con vui tính, nhanh như sóc, táp, chỉ là một tĩnh từ để mô tả chân dung người thêm sắc đáng. Tuyển lại tiếp tục báo cáo, tụi nó bu như kiến, đeo mẹ bắn quả M72 vào cây cao su kia. Trình lê lợi, cho gân ship lên. Mẹ bảo thằng Vân mu lên chút nữa bung rộng ra mới được. Dạ 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 Tôi nói thằng con tôi cố gắng Vừa báo cáo với lữ đoàn trưởng Vừa điều động các đại đội Tuyển nói như một cái dĩa Hát chạy quá tua Tuyển hòa tiễn Thêm một biệt hiệu khác Theo với tên anh Sau tiểu đoàn 8 đến tiểu đoàn 5 55 Nguyễn Chí Hiển Vẫn giữ giọng đĩnh đạc Chậm rãi gọn và sắc Trình Lê Lợi tôi chưa kịp có vị trí. Pháo mình cũng thế, và tụi nó pháo quá dữ. Dạ, pháo từ xa, cối gần hơn B-40, 75 không giật thì chỉ cách tôi dưới 100. Dứt! Lê Lợi thả combine xuống. Tự kiện bắt buộc xảy ra, không thể tránh theo chiều nào được. Pháo không phải từ một vị trí, pháo trận địa, pháo vùng, pháo tot tác xã tập trung bắn từ nhiều nơi và chính ngay tại Trơn Thành. Lê Lợi cũng bắt đầu lo lại pháo nổ xuống. Ngày 13, tình hình quá tệ. Thằng Tám bị vây, thằng Năm bị pháo và Trơn Thành thì nhúc nhích không được. Lê Lợi vứt bỏ cái máy. Ông không muốn nghe thêm một chữ nào nữa. Đại tá Đức thiết đoàn trưởng phối hợp hành quân chết. Chiếc trực thăng vừa bốc lên khỏi cao độ hơn 10 thước. Viên đạn oan nghiệt kết thúc đời người anh. Anh mồng mũ đen. Đại tá Đức mắt sáng nụ cười tươi. Hàng ri mép đen nhảy vừa mới phút trước đây. Còn anh tôi hàn huyên thân ái. Mới phút trước đây thôi. Anh nói anh đợi tôi lên xem thằng con như thế nào. Chết rồi. Người bằng hữu lừng lẫn đi vào như không đại tá lưỡng cúi mặt xuống con bèo gấm thất thủ trước chiến trường vượt tầm tay chiến trường trở nên xấu hơn khi tiểu đoàn năm nơi có vị trí pháo binh báo cáo hết đạn đại tá quyền nhắc với lê lợi khi thiết kế tiếp đạn cho tiểu đoàn năm máy bay không thể vào vùng được vậy thì gọi về lai khê bảo thằng thu ban bốn của lữ đoàn qua nói với tiền trạm tiểu đoàn năm cho người hướng dẫn đem một xe đạn lên đây để tiếp cho thằng cha nó trung sĩ hoàng thi thường vụ tiểu đoàn lãnh nhiệm vụ áp tải xe đạn từ lai khê đến trơn thành và từ đây một mình một súng thi làm độc hành đại bảo tiêu đi bốn cây số hay đường hầm tử thần để giao đạn cho đơn vị đến trơn thành thì mượn máy nữ đoàn liên lạc với tiểu đoàn trưởng trình đích thân em đã tới nơi của lê lợi bây giờ em đem kẹo lên không được đâu đang đánh nhau tùm lâm ở đây dọc đường lại đầy tụi nó đi sao được dạ em nghĩ tụi nó có là để đợi phục kích các đơn vị chứ đâu phải phục kích một chiếc xe đâu em nghĩ em chạy một cái ảo sức máy nó bắn kịp Nằm làm Nguyễn Chí Hiếu đồng ý. Hết đạn, chỉ còn trông vào sự may đổi đặt trên sự can đảm của người trung sĩ này. Thi leo lên xe GMC, gã tài xế thuộc đại đội quân vận tăng phái nhanh nhó. Trung sĩ, đường đang đánh nhau làm sao mình đi được? Đồng ý là có đánh nhau, nhưng nó đâu ngờ được có một chiếc xe GMC chạy lên trong giờ phút này. Mày cứ xả hết ga Xa lộ mà mày Sợ gì Tao cũng vợ ba con chứ đâu Không có ai để mà không sợ chết Lỡ có mình thì sao trung sĩ Có mình thì mình Chống chín xa vệ đường thôi Mày cứ nghe lời tao đi Ao một cái Chẳng can chi đâu Địt mẹ mày không lái thì để tao lái Chiếc xe GMC đổi pháo rời khỏi trơn thành với tốc độ 70 cây số một giờ. Người kinh ca tân thời mang lon trung sĩ bỏ cân tác xạ khẩu Đại Liên 60 vào vị trí sẵn sàng. Đó, cứ chạy như thế. Mày có chết thì cũng chết sau tao. Sợ gì? Gã tài xế không nói một tiếng. Chân ga ấn lút cán. Chiếc xe không phải chạy nhưng như là bay trên lớp nhựa đen hai bên đường đạn ak 40 thổi tưng bừng. Chật hết. Mày thấy chưa? Có thằng nào dám ra đường đón mình đâu? Thì bắn khẩu đại liên theo hướng trước mặt. Chiếc quan tài di động chứa đầy đạn thoát đi như một phép lạ. Nhưng thì không bao giờ đến với gia đình được. Một toán Việt Cộng được báo máy chạy túa ra đường để trận chiếc xe. Làm sao đây trung sĩ? Phóng thẳng đe qua tụi nó, hết ga luôn. Thì vẫn bắn không ngừng vào những bóng lô nhố trên mặt đường. Đủ mẹ, không xong rồi. Mày ép bên mặt xuống dưới đường, coi chừng nó thụt B40 đó. Gã tài xế, tay chân chuyển động như cái máy vô tri, quẹo trái, lách vài mỗi tích tắc. Mỗi giây phút qua, nổ tan trong lầu ngực. Quẹo lại, quẹo lách vào mấy cái cây, lách vào, dè yeah, lại, dè, yeah. thì vừa bắn vừa la như quả. Về, về, rút ga đi mày, rút ga đi, mau hơn nữa. Gã tài xế nhấn bàn chân phải hết độ. Đạn rơi trên thùng xe, đoạn xoáy vào thùng đạn, đạn làm vỡ kính chiếu hậu. Chiếc xe, người tài xế, và thi cuối cùng về lại được trơn thành trong sự ngơ ngác của mọi người và của cả hai đương sự. Trình Đại Bang em cố đưa đạn lên nhưng không được. Thi nói trong tiếng thở khi đến bộ chỉ huy lữ đoàn báo cáo với tiểu đoàn trưởng. Ừ, thôi được. Vậy là quá tốt rồi. Anh đã làm hết sức rồi. Nguyễn Chí Hiếu trong lửa đạn không khỏi cảm phục người thuộc hạ đã can đảm vượt khỏi sức của người. Tiểu đoàn 8 bị vây kín, tiểu đoàn 5 bị pháo cô lập, tiểu đoàn 3 bị pháo binh tê liệt. Vị trí giã chiến chưa có đủ thời gian để chuẩn bị. Lữ đoàn và tiểu đoàn 6 ở Trơn Thành kẹt cứng trong vòng đai chi khu. Lê Lợi thiết kế cùng với thiết đoàn 1 bung rộng qua phía đông, để tấn công lên hướng bắc hai chiến xa mở đường vừa vào chưa được ba cây số thì bị kẹt cứng bởi hệ thống đầm lầy suối con bào nước đan vào nhau chằng chịt hai ngày dậm chân tại chỗ đi qua ầu ô con suối chỉ hơn bốn cây số sao mà quá khó khăn để đến nỗi đôi mắt của người chỉ huy cứ chớp liên hồi tránh hết sức cũng không được mình vào bẫy của nó rồi. Bộ óc chiến trận xoay hoài trên cái trục mang số 13. Nếu mình đừng bị lệ thuộc vào con đường, chắc sẽ xoay trở được. Rút tất cả về lại chân thành, giao vùng trách nhiệm và con đường khốn nạn lại cho sư đoàn 21. Lữ đoàn nhận nhiệm vụ mới. Đại tá lưỡng thở hơi ngắn. Bỏ được đường 13 thì tốt rồi, nhưng nhiệm vụ sắp tới sẽ như thế nào đây những đường nhăn lại trên trán vạch thật đậm ngày thứ tám của cuộc chiến trường khối óc chưa một giờ ngừng nghỉ chưa một phút được nghỉ ngơi đúng chính xác như thế giấc ngủ chập chờn những hình ảnh xô bồ náo động và đỏ cháy những lửa người lữ đoàn trưởng đưa tay lên bóp bóp hai bên thái dương ngày hôm kia thằng Bảo lại chết. Đại tá Lưỡng cứng óc trong một khoảng thời gian. Cố đại tá Nguyễn Đình Bảo, người đàn em thân yêu của ông tử trận ngày 12 tháng 4 tại Sali, Con Tum. Nhảy trực thăng, nghề của Lê Lợi Buổi họp tại trung tâm hành quân căn cứ, Lai Khe đưa đến kết luận bằng tất cả mọi giá, phải đưa lữ đoàn 1 nhảy dù và an lộc. Sáng ngày 13, lúc 7 giờ 15, xe tăng T-54 đã đến sát hầm chỉ huy của tướng Hưng. Vào an lộc bằng đường bộ sẽ quá chậm trễ. Chính cá nhân đại tá tư lệnh phó sư đoàn 5 cũng phải thủ mật khẩu M-72. Lữ đoàn 1 nhảy dù phải vào an lộc trong thời gian ngắn nhất tướng Minh tư lệnh quân khu 3, đưa mắt hỏi ý kiến tướng Đống trong việc ném thằng một vào An Lộc. E ngại, điều này không phải cảm nghĩ riêng của mỗi người, nhưng là tình trạng chung của các cấp chỉ huy. Đưa một đơn vị vào trong rừng phòng không, các bãi đáp đã có đủ yếu tố tác xạ, tối thiểu cũng do một pháo đội Đại Bác trách nhiệm. Nhưng chỉ còn biện pháp này. Thế nào lưỡng, nhảy không? Nghe của ông mà. Nhảy thì cũng nhảy trung tướng, nhưng phải cho tôi đi một vòng để tìm bãi đáp. Khó là lúc đáp xuống. Nếu xuống được thì nhất định tôi vào được. Chiếc trực thăng chỉ huy ở một cao độ lạnh người, lượn vòng thứ năm trên An Lộc. Đại tá lưỡng hỏi thiếu tác quyền, sĩ quan hành quân. Thấy cái đồi ở phía đông nam không? thấy đại tá. Chỗ đó đó. Vâng, đại tá. Mình đi thêm một vòng để thấy cho rõ. Chiếc trực thăng lại trao đi thêm một lần nữa. Nhầm lẫn hớ hênh là mua đứt mạng sống của bao nhiêu người và đổ vỡ hẳn kế hoạch tăng viện. Tất cả đều do giây phút này quyết định. Đây, tao sẽ cho xuống ở đây. Cái ấp tên gì lạ quá nhỉ? Dạ đó là ấp Srok Ton Kui. Có lẽ là tên miên đấy. Ừ, cái ấp đó nó sẽ được dãy đồi ở Tây Bắc che giấu. Trực thăng khi vào vùng bay sát ở dưới lên, tránh được đề lâu của tụi nó quan sát. Hơn nữa, không bao giờ tụi nó nghĩ mình dám đổ quân ở phía đông. Nó đang giữ chặt phía nam vì phía đó cũng là đường về của mình. Mình nhảy nơi cái ấp đó, xong rồi chiếm ngay mấy ngọn đồi vậy là giữ được đầu cầu chỉ cần phải cẩn thận trong thời gian đầu tiên vâng đại tá quyền không bàn điều gì thêm lê lợi đánh hơi chiến trường không một chút sơ hở ngày 14 tháng 4 bãi đáp là một đoạn đường nhựa ở ấp srock ton cui đường 245 nối từ xa trạch của đồn điền quảng lợi tây nam an lộc cách nhau bởi hệ thống đồi với cao độ 150 thước. 14 giờ 30 chiều, chiếc trực thăng đầu tiên đưa đại đội 62 tiểu đoàn 6 nhảy dù, thay vì súng ấp lại, đáp lộn xuống vùng ruộng của suối Rô dưới chân đồi, không tên cao độ 176 thước. Ngô Xuân Vinh, 23 tuổi, đại đội trưởng nhỏ tuổi nhất của tiểu đoàn 6, biệt danh là Vinh Con, con không phải vì nhỏ người non dạ, trái lại bụng, phệ, mặt mâm, 76kg, dình dàng nặng nề. Nhưng con là vì tính khôn ngoan quá cỡ so với số tuổi tí xíu. Vinh con có thể ở với những xếp nặng nhất của sư đoàn nhảy dù nhờ cú né tài tình mà không thể bậc thầy nào qua mặt nó được. Vinh xuống lộn bãi. Nó loay hoay một chút giữa đám ruộng trống trải. Bố trí lại hay tiến về phía đồi đây. Nhưng bộ chỉ huy tiểu đoàn đã xuống kịp. Trung tá Nguyễn Ngọc Đỉnh hay Đỉnh Tây Con, 33 tuổi, khuôn mặt tròn, da trắng, lông mi cong. Anh Năm nếu không vì hàm râu quay nón, mang lon Trung Mỹ vẫn còn vừa. Vinh đã nhiều lần đùa với sếp như vậy, nhưng đỉnh không con chút nào trong trận địa. Là khóa 15 Đà Lạt, từ đầu cuộc chiến, lon lá lên toàn ở mặt trận, kinh nghiệm dày như khi mới rút con thứ ba đã chịu quay, vì biết nó có đôi xì kít trong khi mình có đôi đầm mặt. Quan năm đỉnh không thua người một chút nào, dù với khuôn mặt quá trẻ. Các em mê ở chỗ này, nhưng cũng là nhược điểm đau khổ nhất của người. Chỉ có trời và vợ biết. Đỉnh xua liền thằng Vinh lên đồi. Để em xin trong ăn lộc bắn ra mấy trái trên đó lên cho chắc ăn. Vinh vào thẳng tần số ăn lộc xin tác xạ yểm trợ. Trong này pháo tiêu hết còn độc mỗi khẩu 105 nhỏ cho Vinh ba quả đạn. Đúng, chỉ có ba quả. Thôi, đành vậy. Vinh nhào lên đồi. Chỉ có toán cộng quân làm tiền đồn, đánh không khó. Vinh thanh toán mục tiêu trong vòng 40 phút. Bộ chỉ huy tiểu đoàn lên theo. Đỉnh đặt tên cho ngọn đồi, cao độ E. E là Echo, chữ thứ sáu của 24 chữ cái. Đỉnh bị ám ảnh bởi con số của đơn vị mình. Sau khi tiểu đoàn trở lại An Lộc lần thứ hai với chiến đoàn đặc nhiệm 6, Đình cũng linh cảm sự linh thiêng của con số. Số 6 là số 9 đang thành hình, số đẹp nhất. Đại đội 61 xuống tiếp chiến ngay cao độ Đông Bắc E, nhận danh hiệu E2. Hai đại đội vừa chiếm xong cao độ để giữ an ninh cho bãi đáp, thì Cộng quân cũng phát hiện được cuộc trực thăng vận. Pháo từ phía Bắc và 75 ly không giật từ Tân Lợi bắn thẳng vào E và E2. Mặc kệ, phải giữ E để làm an ninh cho bãi đáp. Không phải riêng cho đơn vị, nhưng để lữ đoàn và quân bản vào ngày mai. Lính đào hố dưới mảnh đạn văng tung tóe Chiếc ba lô làm vật tránh đạn tạm thời, che vào độ cái đầu thụ động dưới mỗi loạt pháo. Đỉnh, cố vấn Morgan, nghiêm ban ba tất cả đều bị thương. Đừng để lính biết, bảo lính đào hầm nhanh lên. Chiều rồi, xong mày ở luôn lại đây. Đỉnh bảo Vinh, tay đè lên miếng băng cứu thương, máu thấm đẫm lớp băng dày. Phương Tây đỏ lửa, an lộc. Tiểu đoàn xuống đủ, e hay đổi gió biệt danh được đặt cấp tốc giờ đây là gió lửa, gió nhân tạo đầy mảnh thép, ầm vang tiếng nổ. Gắn ở lại đây nghe em, tao xuống dưới kia, có cái ấp dễ tải thương kín đáo hơn. Mày thâm niên nên coi thằng một ở bên E2 luôn. Tôi nghe trung tá. Vinh ở E, hay đồi gió, cao độ 175 thước, nhìn trách về An Lộc ở phương Tây bốn cây số đường chim bay vinh thấy khói đen bốc lên nhiều nơi thành phố đang bị pháo kích từ khi mình xuống tới giờ chẳng thấy nó nghỉ pháo một chút nào cả chịu làm sao như thế được nhỉ vinh quên mất niềm hãnh diện người đầu tiên trực diện với an lộc thành phố sau nửa tháng nghẹt thở nằm cứng trên giàn hỏa càng ngày càng tăng độ nóng có tiếng người kêu ở tây nam phía đồi 169. Một toán lính mặc áo ngụy trang đứng trên đỉnh mắt tay liên hồi. Lính biệt động quân. Họ bị vây từ hơn 10 ngày. 10 ngày không tiếp tế và cả nước uống. Vinh nghe được giọng nói nghẹt khô của viên đại đội trưởng đại đội này. Nón đỏ, nón nâu đây. Đói khát quá. Nghe rõ. Bạn gắn đợi ngày mai đi. Bây giờ quá chiều, tôi qua bạn không được. Vinh nghe được một tiếng thở dài thật mệt qua không gian truyền ngữ như vậy. Không hiểu mình sau này có khá hơn được không? Ngày 15 tháng 4, Bộ Chỉ huy Lữ đoàn, tiểu đoàn 5 và 8, cùng xuống bãi đáp cũ bình yên. Lê Lợi leo lên đỉnh đồi gió, họp hai tiểu đoàn trưởng 5 và 8 và nói Mình ừ. đi liền, anh Ninh tiểu đoàn 8 đưa thằng con vào An Lộc Nhưng khoan vào hẳn, anh tới ngang chỗ con suối thì ngừng đó đợi tôi Tôi và Hiếu vào ấp sóc còn, mình dọn đường vào sạch sạch Có gì còn bung ra lại để đường đơn vị khác sau này vào cho dễ dàng Đồi gió An Lộc bốn cây số trên những cao độ thoai thoải qua khu rừng cao su phú hòa nếu muốn đi chỉ mất khoảng hai giờ đi với lục soát cẩn thận cẩn thận lê lợi vượt xa đức tính quý giá này hơn nữa ông thấy rõ cái chật hẹp của chiến trường trước khi vào cái bẫy bắt buộc không quên mở rộng tối đa không gian cho đơn vị muốn đánh nhau phải có một chiến trường an lộc không phải là vị trí tốt để tác chiến cái túi thụ động ngột ngạt ông muốn có trời xanh và khoảng trống để các đứa con sẽ tung hoành hết kích thước của lính nhảy dù an lộc là cái bẫy đại tá lưỡng ngần ngại khi bước chân vào thành phố này nhiệm vụ chiến thuật của một lữ đoàn đến đây bị chặt hết khả năng vùng vẫy nhưng nhà binh và nhiệm vụ là những điều bắt buộc Ông chỉ là một sĩ quan trung cấp. Chức vụ đại tá một lữ đoàn có làm bao so với cuộc chiến? Chiến trường quá khổ Từ đôi gió, lữ đoàn chia làm hai cánh quân chính do Lê Lợi chỉ huy sấn. Hai đứa con 5 và 8 vào với An Lộc. Cánh thứ hai gồm Ngọc Long, lữ đoàn phó, tiểu đoàn 6, một pháo đội tiểu đoàn 3 pháo binh, ở lại đồi gió. Toán quân này sẽ có vinh quang và tàn khốc riêng. Tiểu đoàn 6 dù chỉ trong thời gian chưa tàn điếu thuốc của cuộc chiến dằn giặc sẽ đi từ cực điểm này đến cực điểm khác. Những điểm thấp và cao nhất của chiến sự đơn vị. Tiểu đoàn 6 hậu thân đơn vị nhảy dù lừng danh nhất của quân đoàn viễn chinh Pháp và cũng như định mệnh đặt để Nó sẽ đến chót đỉnh vinh quang như số 9 tiềm ẩn trong nó, hoặc đi sâu xuống hẳn và kinh hoàng khốc liệt mà không thể có đơn vị bộ chiến nào vượt nổi. Chuyện tiểu đoàn số 6 sẽ được nói sau. Chúng ta đi theo cánh quân của Lê Lợi. An Lộc, một đoạn trường đang chờ đợi với tột đỉnh khắc nghiệt, điểm dứt hơi chiến tranh Việt Nam. Ngày 16 tháng 4, tiểu đoàn 5 chia làm hai cánh quân băng qua rừng cao su, tấn công vào ấp sóc gòn. Toán quân đang tiến vào ngon trớn, bỗng dừng lại. Từ đâu dân ùa ra, dân tràn ra như dòng nước vượt qua bờ đất nhỏ. Cứ để cho dân ra hết đã, mình chia hai cánh quân, gắn vào càng sát rồi nổ súng, sẽ còn nhiều đụng độ ở đây đó. Thì đoàn trưởng Hiếu dặn dò các đại đội trưởng Trước khi xung trận ở làng mức chót Bìa làng bây giờ chỉ cách 100 thước Một lần, hai lần không vào được Rút quân ra, phải đánh bom mới được Tụi nó tổ chức phòng thủ cả nửa tháng rồi Súng tay của mình không phá vỡ nổi 20 phi tuần khu trục Việt Nam Chiến đấu cơ của Mỹ cũng phụ lực tham chiến bom đánh suốt ngày. Buổi chiều, tiểu đoàn dứt mục tiêu. Ấp hình lục giác bây giờ biến thành thập nhị giác hay không còn là một hình khối nào nữa. 300 thước vuông nhận hơn 30 pass bom vừa của Mỹ và của ta đã biến thành một đống vỡ vụn. Cây chốc gốc, nhà bốc cháy. Nhưng so với an lộc bên cạnh, ấp sóc còn chỉ là lò than nhà. Ngày 17 tháng 4, tiểu đoàn 8 qua suối Quản Lợi, vượt đường xe lửa, trời chưa sáng, 4 giờ, ánh sáng tím của đêm bước qua ngày nhập nhòe trên tàn cây. Lữ đoàn cùng tiểu đoàn 5 cũng rời bỏ ấp sóc còn tiến song song với tiểu đoàn 8, dọc theo đường 303 vào An Lộc. Tiểu đoàn tám dù vào thẳng không trở ngại. Đến ngay vòng đai an lộc lúc 7 giờ sáng. Nhảy dù, nhảy dù. Người lính địa phương quân gác ở vọng cạnh cực đông nhảy vọt lên khỏi hố. Anh ta báo hiệu cho những người bạn bên cạnh. Pháo địch rơi xuống hai trái. Một ở chi khu, một ở B-15. Người lính liền xuống hầm. Trước mắt lính tiểu đoàn 8 an lộc không còn sự sống. Cánh quân tiểu đoàn 5 khựng lại ở đường rầy, không thể dùng phi pháo được, muốn dùng cũng không có. Tiểu đoàn ngừng lại, đưa một đại đội lên đánh, phải đánh theo lối đặc công, vì địch ở hầm quá sâu. 13 giờ chiều, đại tá lưỡng bước chân hẳn vào vòng đai an lộc. Không còn gì hết quyền hả? Vâng, kinh thật tôi không thể tưởng tượng nổi hai người trao nhau câu nói ngắn lính phải phân tán thành từng toán nhỏ di chuyển từ hầm này sang hầm khác chỉ là một cách để gây tự tin và khỏi thiệt hại vô ích địch có tiền sát viên ở các cao độ phía bắc điều chỉnh và toán quân từng trái đạn chính xác như để bi vào lỗ thêm một số bị thương chẳng thấy được mặt cộng sản như thế nào. Đại tá Lưỡng mượn chiếc xe jeep của Liên đoàn 3 biệt động quân do quyền lái chạy như bay trên mặt đường lởm chởm hố và vương vãi xác người. Tướng Hưng còn hai hộp bia và một chai bia lớn mở ra lập tức. Mời anh Lưỡng, tốt quá, có được anh tôi vững tâm lắm. Đại tá Lưỡng uống hấp bia cuối cùng của tướng Hưng. Ông tướng mới nhất của quân lực cố nở nụ cười tươi trên khuôn mặt tan nát vì lo âu. Có anh, tôi mừng lắm. Chào chuẩn tướng, tôi về để lo điều động mấy đứa con. Tôi sẽ dọn sạch và giữ hướng nam. Đúng vậy, anh gắng cẩn thận nhé. Trên xe đi đến bộ chỉ huy tiểu khu, nơi đã tá nhật tình trưởng Bình Long, lê lợi hỏi quyền. Mày có biết tao vào An Lộc bằng cách nào không? Huyền không hiểu ý câu nói. Anh đưa mắt hỏi thầm. Tao vào bằng lưng. Chân tao bị vọt bẻ quá. Tao phải xoay lưng đi ngược vào An Lộc. Cái mặt mà xưng bằng cái lưng là điểm không khá. Khó lắm đó mày. Quả thật, rất khó hơn mọi khó khăn mà lữ đoàn đã gánh chịu từng bao nhiêu năm. Mậu thân thành phố Huế bỏ ngõ. Cộng quân vây chặt trùng trùng, điểm kháng cự chót là mang cá với tướng trưởng lặng cứng Âu Lo. Đại tá Lưỡng đã một lần vào thành phố cuối đáy tuyệt vọng như thế đấy. Nhưng dù với tiểu đoàn 7 dù đã bị phục kích, nát ngay tại cửa An Hòa, ông vẫn còn tiểu đoàn 2 và 9 để nới rộng vòng đai chiến đấu của sư đoàn 1 ra đến Tây Lộc Cửa Tránh Tây, cửa thượng tứ mậu thân cũng không phi pháo chỉ với những đứa con bị thiệt hại trầm trọng ông vẫn vùng vẫy vẫn bung vẫn sấn tới vào mục tiêu và hạ lào ngày ngày bay trên lưới đạn không phải chỉ một tấm lưới nhưng hàng hàng lớp lớp đạn phòng không đan chật trời cùng đạn pháo kích với đầu nổ cao gây những đó hoa chết đầy trên không gian đại tá lưỡng đã qua những chiến trường nặng độ như thế nhưng vẫn trở tay được vẫn tìm được một đường chiến đấu Anh lập điểm dứt hơi chật chội lính nhảy dù đang nằm dưới một vòm lưới khổng lồ ném thằng tám qua phía tây thành phố xong băng xuống chính nam anh cho tối thiểu cũng phải ba đại đội ra khỏi hàng rào mới làm ăn được giữ trong này thì bó tay mình vô ích Trung tá Văn Bá Ninh gật đầu nhận lệnh. Ông cũng đồng quan điểm. An Lộc quá chật và thụ động. Tuyến, Hỏa, Tiễn và Tăng Tiểu đoàn 8 trừ gồm 3 đại đội do tiểu đoàn phó tuyển. Sau khi đến hàng rào cực Tây, trở hướng tiến về phía Nam ra khỏi hàng rào An Lộc. Trước mắt đoàn quân, con đường 13 vắng lặng như khối vật chết rừng cao su xanh thẫm lớp đất đỏ nâu sậm cảnh vật hấp hối lặng lờ nặng chịu tai ương đè lên mỗi phân đất mà người lính bắt buộc phải dẫm lên di chuyển trên một bãi mìn thì cũng căng cứng bằng thế này mà thôi lực lượng này cũng đang di chuyển có một bãi mìn di động mìn không gian mìn được phóng từ nơi xa nổ chụp lên đầu một nghìn hai trăm thước ba đại đội tiểu đoàn 8 đi mất một buổi chiều. Không phải đi, nhưng di chuyển theo một chiến thuật quái dị. Di chuyển từ một gốc cây, di chuyển theo lối tóc nhảy, lối loài bò sát của côn trùng sâu bỏ. Một ngàn hai trăm thước an lộc, ngã ba sa cam. Ba đại đội đi trên một dây tử thần đã bị cắt đứt ruột. Đóng quân, tung quân lục soát và đụng độ. Mỗi lần đụng độ là một lần thiệt hại. Tiểu đoàn 8 tưởng như không có một đời sống nào khác hơn là sự chết đang bao trùm. Mỗi cuộc tấn công, địch dùng đến hai trung đoàn. Hai trung đoàn bộ được yểm trợ tối đa pháo binh. Pháo binh với 105 ly, 155 ly, 130, bắn tối thiểu cũng từ 6 vị trí trở nên, lên ụp xuống làm sao để phản pháo và lấy gì để phản pháo khẩu súng cuối cùng của an lộc đã bị phá hỏng chỉ còn ổ súng cối nhảy dù nhưng súng cối chỉ là để phòng thủ tự vệ đâu phải là pháo binh để dọn đường cho cuộc phản công đâu từ vị trí đóng quân ngày 21 tháng 4, tuyển gom ba đại đội cố mở vòng đai phòng thủ Đại đội 83 vân đi bên trái. Hai đại đội 81 và 84 bên phải. Lấy con lộ làm chuẩn. Mục tiêu là ngã ba Sa Cam cách nơi đóng quân 500 thước. Đụng liền, trái, phải, trên, dưới đều kẹt cứng. Hình như cộng quân, không dùng súng cá nhân, tối thiểu cũng là trung liên, đội đệm thêm với B40, B41 và 75 ly bắn thẳng. Bắc Bình lên ngay giùm tôi, bên phải tôi trống quá. Vân gọi máy nói với tuyển như van xin. Tôi biết, bên này cũng bị kẹt lắm, bây giờ chỉ bắn che cho anh thôi. Vâng, Bắc Bình cứ bắn như thế đi. Đó là những lời nói cuối của Vân. Trung úy, thành phần chóc của tiểu đoàn 8. Vân bị một trái 75 chém đứt cánh tay, máu chảy tương đương lớn. Sức lực nào để chống nổi với cái chết đang ào xuống. Máu chảy đến giọt cuối cùng và Vân đã ra đi. Tiến không được thì rút về cố thủ. Tuyển biến thành một hỏa tiễn liên lục địa. Anh hét vang vang, anh nổ bùng bốc lửa. Chửi thề liên tục địt mẹ đéo bà kẹt thì tung ra đánh bỏ mẹ cho nó hết bắn đợi thật gần mới bắn hai mươi thước mới được bắn không đánh địch ở xa tuyển đánh ngay vị trí đánh tăng thứ tăng liều lĩnh ngu ngốc tưởng chỉ với khối thép bề thế thì áp đảo được lính nhảy dù à vị trí phòng thủ không đầy hai trăm thước chu vi của tuyển biến thành một cái đinh thu hút địch Chúng bao quanh tuyển như một đàn kiến đói dành nhau những hạt đường. Đêm 22 rạng ngày 23 tháng 5, Cộng quân dùng hai công trường 7 và 9 phối thuộc Đại đội 5 tiểu đoàn 107, Trung đoàn 203 chiến xa từ xã Thanh Bình hay là đồn điền Sa Cam, kéo ra quốc lộ chia làm hai nhánh. Nhánh thứ nhất quẹo tay phải theo đường về phương Nam, đánh trung đoàn 15 bộ binh. Thành phần thứ hai gồm trung đoàn 272, nỗ lực chính, thuộc công trường 7, có hai xe tăng T-54. Tiểu đoàn 8, tiểu đoàn sẵn sàng hơn ai hết. Lính nhảy dù biết rõ thiết áp cộng quân chỉ là đồ chơi. Lính thiết kỵ của chúng chưa có được kinh nghiệm và khả năng để điều khiển chiếc xe. Nói rõ hơn, chúng chỉ biết lái đến một vị trí đã được chỉ định. Và bộ binh tùng thiết thì quá khờ khảo, không biết phối hợp và điều động theo chiến trường. Ba người lính của đại đội 81 cùng đứng dậy một loạt. Khi chiếc T-54 ồn đi tới, bóng đèn khối sắt lấp lánh dưới ánh trăng non. Để tao bắn trước. Không được. Bà đưa cùng bắn. Tao hô. Một, hai, ba. Rồi mình phơ bắn hai em bảy mươi hai biến cải hai xm hai lẻ hai cùng phun ra một lượt mỗi quả em mà hai trăm lẻ hai cháy nóng ba mươi sáu độ bốn quả là bao nhiêu độ đây chiếc t năm mươi bốn nằm im bốc cháy không một bóng người nhảy ra trò chơi máu được giành dịch mê mải lính ta đánh giặc như đùa, như giỡn với bọn trẻ con cuồng dại. Chiếc T-54 thứ hai tốt số hơn, né được trái M-72 đầu tiên, đâm vào bờ rừng nằm cứng. Hai người lính nhảy ra. Để tôi ném lựu đạn, đừng bắn, để ném lựu đạn. Năm con cua bị rang muối trong 11 phút đầu tiên. Cách phòng tuyến tiểu đoàn 8, dài nhất là 50 thước và ngắn nhất là không có thước nào. Vì thiếu PK-50, cuối cùng bọn Cộng sản thay vì tấn công tiểu đoàn 8 ở phía tây con đường, lại tấn công về phía đông nơi trung đoàn 48 bộ binh. Bị đơn vị này bắt chiếc PK-50 lùi dần, lùi qua đường và vào hẳn vòng đai phòng thủ của tiểu đoàn 8. Lính ta quá ngạc nhiên với hiện tượng một cái xe cứ đưa đít chạy ngược. Nên khi nó vào trong vòng của tiểu đoàn, không ai có thể bắn được vì sợ bắn nhầm đồng đội. Chiếc xe lùi thêm nữa, đi lên nắp hầm của đại đội trưởng 81. Hai sợi dây xích hỏng khỏi mặt đất quay tít, thân xe ngốc ngác cựa quậy và máy tắt. Thế là lính ta nhào tới, máy lại nổ, Trò đùa chấm dứt khi anh hạ sĩ chút leo lên thảy một trái lựu đạn. Hai mươi xác chết cháy đen được mang ra. Tiêu đoàn 8 không những diệt gọn những tăng đánh phần đất mình. Tuyển liên lạc với máy bay C-130 Spectre, loại phi cơ có gắn súng 105 ly, bắn và nhận diện mục tiêu bằng radar. Hạ luôn năm chiếc chạy về hướng nam trước khi tấn công trung đoàn 15. Quá hăng hái và thích thú, tuyển vung tay quá trán, không những quá trán mà còn quá cả đầu, khiến vết thương cũ bị đứt tung chỉ, máu thấm ướt có hai lớp áo mới hay. Mong ngày đi qua mau Nhưng những ngày vui đó quá ít và qua quá mau những ngày dài còn lại chỉ có việc nằm co chịu pháo đéo mẹ nó lấy đạn đâu mà pháo lắm thế nhỉ nằm im dưới hầm lâu lâu tuyển lại lẩm bẩm khi có những viên đạn nổ quá gần lẩm bẩm như khi ngồi trầu rìa thấy người ta tố mà mình đã biết rõ tẩy tuyển cũng biết rõ tẩy của đối phương thứ tẩy sất hạng bét như lỡ tiền nó mạnh quá đeo mẹ đạn đâu lắm thế nhỉ? Tuyển hỏi câu hỏi đó hàng ngàn lần trong hai tháng hay bảy mươi hai ngày. Nhưng An Lộc địa ngục không phải chỉ ở vòng ngoài nơi tiểu đoàn 8 dù ở ngã ba và Sa Cam. An Lộc đúng nghĩa, đúng là ở An Lộc thị xã, từ phía bắc tòa hành tránh cho đến B-15 ám danh Khánh Ly. Từ nơi chiến tranh chính trị đến, bộ chỉ huy lữ đoàn 1 hay cũng là bộ chỉ huy tiểu khu, không ngừng nghỉ, không ngắt khoảng. Pháo không phải vài trái, không phải vài loạt. Pháo TOT, tác xạ tập trung bắn từ nhiều vị trí. Pháo ngày đêm, trưa, chiều, hòa tiễn súng cối điểm giọt đổi món. Và SA-7 cầm tay là trò chơi trên không khi dưới đất không còn mục tiêu để đùa nữa. Một tiếng động trực thăng ở trên cao có thể chỉ là một trực thăng chỉ huy đã. Âm ầm ầm bãi đáp cạnh tòa hành tránh, khánh ly, bãi pháo ngoài ngã ba cùng nổ tung vật vã. Máy bay thả dù phải bay mãi tiết trên cao, trên các cụm mây, phải nối các tầng mây dày đặc mới hy vọng tránh khỏi phòng không và hỏa tiễn tầm nhiệt. Thứ hỏa tiễn nhỏ nhưng độc địa kinh hoàng. Thả 10 cái dù thì hết 8 cái rơi ở bên ngoài. Sân vận động dài chỉ 100 thước. Tàu bay ở cao độ trên 8.000 bộ. Dù nào có thể rơi xuống được trong cái bãi thả bằng lỗ mũi, lại phải biến chế thêm điều khiển. Dù lái, tiếp tế đồ ăn cũng là một điều khó khăn nguy nan chịu phá và thiếu thức ăn lâu lâu lại có ngày đặc biệt như đêm 11 rạng 12 tháng 5. Ba mũi dùi, mỗi mũi dùi là một trung đoàn đủ ba tiểu đoàn bộ phối hợp với một đại đội chiến xa đánh theo ba hướng Đông Bắc, Tây Nam. Mỗi mũi dùi có một nhiệm vụ riêng nhưng mục tiêu chính của dân cường tập là bắt chuẩn tướng Hưng đem về Snun bằng xe hai ngựa và san an lộc thành bình địa mục tiêu đầu thì không đạt được nhưng phần sau thì cộng quân đã đạt đến toàn phần bình địa thì không thể nói được vì cũng còn vài bức tường đứng được trên quả đất nhưng có thể nói rằng không một vật thể nào còn nguyên hình thù đứng được trên mặt đất chiếc xe jeep bánh xe bò cột dây điện ngay cả một ống đạn đựng nước, cái nón sắt bỏ rơi, tất cả đều có dấu vết của cuộc đại pháo kích. Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng, hơn 8.000 quả đạn rơi đầy trên 400 thước vuông. Trung bình, cứ mỗi thước vuông nhận được 20 trái đạn cực mạnh. Loại delay là loại đạn không cần rơi trúng hầm, chỉ cần rơi bên cạnh xong xoáy một độ sâu và nổ bùng ra thì vách hầm nào chịu đựng nổi loại đạn này? Trong thị xã chỉ có được hai cái hầm bê tông, một của tướng Hưng, một của đại tá Lưỡng và Nhật. Danh tướng MacArthur đã dọa Bắc Triều Tiên. Nếu tràn qua sông áp lực, tôi sẽ cho mỗi khẩu 105 ly giữ được một cây sâu vuông. Danh tướng lừng danh quân sự Mỹ cũng không tiên đoán được trong tương lai ở một chiến trường tầm thường, nơi hóc hẻm của một quốc gia nghèo hèn, có được một trận địa pháo với 8.000 quả đạn trong 2 giờ trên 400 thước vuông. Và chỉ có ở An Lộc, tiểu đoàn năm dù, tiểu đoàn ngoại hạng của binh chủng đơn vị khai sinh đã các tướng ân, tướng trưởng, tướng nam, tướng thi mới bị tổn thất nặng. Bốn đại đội trưởng tác chiến một tiểu đoàn phó bị thương mà không đụng được một trận ra hồn. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Chí Hiếu chỉ việc nằm im dưới ba thức hầm để đợi ngày qua và pháo dứt. Chỉ ở An Lộc mới có những bộ tham mưu làm việc 24 trên 24 với một tê uy độc nhất. Đó là áo thun quần xà lõn hay sang trọng hơn một cái quần nhà binh cắt cụt ống đại tá trung tá nhảy dù ngồi mơ ước những hạnh phúc lớn moa chỉ cần một cái đùi gà một đùi gà luộc nhỏ chừng này cũng được thôi ngọc long đưa ba ngón tay lên xong bỏ ít lá rau răm chút tiêu muối và ớt thiệt cay rồi bóc bóc hai hộp bia thiệt lạnh xong rồi cọc cọc moa ăn nhé trung tá nhảy dù cựu tùy viên quân sự, người đã đi hết nửa vòng thế giới, đã từng uống sâm ban ở Tablo Mandarin trong phòng tối của hầm chỉ huy ở An Lộc, chỉ mơ ước được một miếng thịt gà bằng ba ngón tay. Và cũng chỉ ở An Lộc mới có một thương binh gãy chân đến ngày thứ 31. Thịt chỗ bị thương đã nặng mùi, khi trực thăng mới chạm được càng trên lớp đường nhựa anh ta đã chạy vọt lên, chạy bằng hai chân, nhanh như một gã lực sĩ điền kinh. Trên tàu bay, chiếc trực thăng chở con số làm chóng mặt nhân viên An Phi. 18 người, gã thương binh nước mắt ràn rụa sửa lại vị trí của bàn chân. Bàn chân bị quặp vào phía trong khi ống chân chĩa thẳng ra ngoài. Máy bay không có xác chết nhưng nặng mùi tử khí. An lộc ngột ngạt, chật chội, thụ động. An lộc là túi, mà kẻ vào trong đó chỉ có mỗi việc nằm co mình hứng pháo và mất hết khả năng tung hoành vùng vẫy. Không phải đợi đến ngày thứ 72, Lê Lợi mới biết được điều ấy. Ông biết từ ngày N cộng 10 của chiến trường, lúc ông cùng quyền lượn trên các cao độ của đồi gió để tìm bãi đáp cho cuộc trực thăng vận ngày 14 tháng 7. Và ông đã thấy đúng kích thước của nó. Cao độ 75, điểm tựa để an lộc có thể thở, điểm thoát hơi tối cần thiết. Tiêu đoàn 6 dù cùng bộ chỉ huy nặng sẽ ở lại đồi này với pháo binh. Ý định chiến thuật của ông chính xác và tinh vi đã không thực hiện được trở lại đồi gió, điểm dứt hơi hay nút an toàn độc nhất của An Lộc. Chính xác hơn của Lữ đoàn 1 nhảy dù. Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe xong tập 1 của bút ký An Lộc Chiến Sử. Xin mời quý vị nghe tiếp tập 2.